Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Cuộc chiến Nga-Ukraine là phiếu của Việt Nam phục vụ ai? Từ lâu nay, Việt Nam luôn nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc. Khi Nga xâm lược Ukraine, cả thế giới chống Nga, nhưng chỉ có Trung Quốc và Việt Nam thì ngạ về sự sai trái của quốc gia này. Đó là lý do trong cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã làm giống Trung Quốc khi từ chối chỉ trích các hành động của Nga, khác với hầu hết các thành viên khác của ASEAN đã có tổng cộng 3 cuộc bỏ phiếu lớn về Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga tiến hành xâm lược. Lần đầu tiên là nhằm lên án cuộc xâm lược, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng. Lần thứ hai là yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. Và lần thứ ba là vào ngày 7 tháng 4 là trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì Việt Nam lại bỏ phiếu chống. Việt Nam, Lào và Trung Quốc là những quốc gia cộng sản còn sót lại mà là nước cộng sản nhược tiểu nên họ có quan điểm giống hệt quan thầy trong các quan điểm về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Ngược lại, các thành viên ASEAN khác là Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đều đã biểu quyết khác với Việt Nam và Lào trong cả ba lần. Có một nhóm gồm bốn quốc gia chơi rắn là Belarus, Eritrea, Bắc Hàn và Syria. Các nước này ủng hộ Moscow trong cả ba cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc. Cả bốn nước đều không có nhu cầu phải giữ cân bằng giữa việc ủng hộ Nga với những tính toán khác. Họ đã phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây vì phổ biến vũ khí, vi phạm nhân quyền và đe dọa các quốc gia láng giềng. Nói cách khác, họ không có gì để mất khi ủng hộ Nga. Sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam cũng phụ thuộc vào mối quan hệ tốt đẹp với châu Âu và Hoa Kỳ. Do đó, việc bỏ phiếu của nước này đối với Ukraine khá khác biệt so với các nước thân Nga. Thay vào đó, cách Việt Nam biểu quyết về ba nghị quyết Ukraine tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã cố gắng đi theo một đường lối ôn hòa hơn. Các phiếu bầu của Hà Nội giống hệt với 15 quốc gia khác, gồm 6 quốc gia ở châu Phi như Angela, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Mali và Zimbabwe. 6 quốc gia ở châu Á là Trung Quốc, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào và Tajikistan. Và ba nước ở châu Mỹ, Bolivia, Cuba và Nicaragua. Các nước này không phải là một nhóm có phối hợp với nhau về đường lối ngoại giao, nhưng có một số điểm chung. Cả 16 quốc gia thân thiện với Nga nhưng bị hạn chế bởi các yếu tố khác. Tất cả đều né tránh việc chỉ trích trực tiếp Moscow. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của Hội đồng Liên hợp quốc, tất cả đều bỏ phiếu trắng. Mặc dù nghị quyết đó chỉ nói về việc bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự nhưng nó đã chỉ đích danh Nga là kẻ xâm lược Ukraine. Đó là mức lên án mà Việt Nam và các nước khác thấy là quá mạnh. Tuy nhiên, thay vì phản đối hoàn toàn, họ lại bỏ phiếu trắng. Điều thú vị là trong cùng phiên họp đó, Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã bỏ phiếu về một phiên bản khác của nghị quyết, trong đó hoàn toàn không nêu tên Nga. Phiên bản đó đã được hỗ trợ bởi 50 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Cuba. Lẽ ra về mặt chính trị, Việt Nam dễ dàng ủng hộ nghị quyết này nhưng kỳ lạ thay, phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc lại không hề biểu quyết, thậm chí không hề bỏ phiếu trắng. Không rõ đây là một sự nhầm lẫn hay là phái đoàn cố tình rời khỏi phòng để tránh phải đưa ra lựa chọn của mình. Trong số 16 quốc gia thân thiện với Nga, trên thực tế hầu hết đều là các quốc gia độc đảng. Tất cả các nước này đều bị quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền trong nước và đều bác bỏ sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của họ. Việt Nam cũng không khác gì. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, Việt Nam là một trong 24 nước biểu quyết phản đối việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cuộc bỏ phiếu thứ ba tại Hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ Nga khỏi tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có kết quả sát sao hơn nhiều so với các cuộc bỏ phiếu trước đó. Chỉ 93 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ nghị quyết. Việt Nam là một trong số 24 quốc gia bỏ phiếu chống bên cạnh 4 quốc gia ủng hộ Nga và 16 quốc gia thân thiện với Nga. Đại sứ Việt Nam Đặng Hoàng Giang phát biểu phản đối nghị quyết này, khẳng định rằng thông tin gần đây về thương vong dân sự ở Ukraine cần được xác nhận một cách minh bạch với các bên liên quan. Theo quan điểm của Việt Nam, thì cách duy nhất để tiến về phía trước là tiếp tục đối thoại nhằm đạt các giải pháp lâu dài, ông nói. Danh sách đầy đủ kết quả biểu quyết của các nước trong lần bỏ phiếu thứ ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền. Xanh là đồng ý, đỏ là phản đối, vàng là bỏ phiếu trắng. Các nước phi dân chủ như Việt Nam và Trung Quốc từ lâu đã tìm cách làm giảm hiệu quả của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong quá khứ, Hội đồng đã nêu lên tình trạng lạm dụng mà chính phủ các nước này áp dụng để đàn áp trong nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, một số quốc gia độc tài đã được bầu vào Hội đồng. Năm 2020, có Trung Quốc, Nga và Cuba được bầu. Venezuela được bầu vào năm 2019. Việt Nam đã tuyên bố ứng cử vào Hội đồng vào năm tới. Có vẻ hợp lý khi Việt Nam sẽ phản đối nguyên tắc các quốc gia có thể bị đình chỉ khỏi Hội đồng dựa theo kết quả bỏ phiếu tại Hội đồng Liên hợp quốc. Một phần khác của bức tranh là tình hình kinh tế. Tuy thương mại của Việt Nam với Nga ít hơn nhiều so với thương mại của Việt Nam với Trung Quốc. Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, nhưng nó lại tập trung vào các lĩnh vực chiến lược. Nga cung cấp phần lớn lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam và các nhà đầu tư Nga đóng vai trò quan trọng đối với lĩnh vực dầu khí của Việt Nam. An ninh của Việt Nam phụ thuộc cả vào nguồn cung cấp vũ khí liên tục của Nga và dòng dầu liên tục được bơm bởi các công ty Nga. Việt Nam và các thành viên khác thân thiện với Nga trong liên hợp quốc phải cân bằng quan hệ với nhiều quốc gia, đồng thời bảo vệ lợi ích của chính họ, hoặc ít nhất là lợi ích của các cấp lãnh đạo chính trị của họ. Giới lãnh đạo Việt Nam biết rằng nếu họ phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng chính trị nào đó trong tương lai, Nga sẽ ủng hộ họ trước áp lực dân chủ hóa của phương Tây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết cuộc chiến Nga-Ukraine là phiếu của Việt Nam ủng hộ ai do biên tập viên Thu Phương Thể báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Chiến tranh Ukraine, chế tài vũ khí của Nga đã đẩy Việt Nam vào thế kẹt. Trước đây thời Liên Xô, Việt Nam tự nguyện làm chư hầu và đến khi Liên Xô sụp đổ thì dường như là nước Cộng sản Việt Nam cũng không muốn thoát khỏi thân phận cũ. Vẫn thân Nga, vẫn mua vũ khí của Nga và luôn ủng hộ Nga. Việt Nam có mối quan hệ quốc phòng kéo dài hàng thập kỷ với Nga kể từ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam từ năm 1995, sau một thời gian gián đoạn vì chiến tranh lạnh, Nga trở lại thành nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1995 và 2021, Việt Nam nhập khẩu vũ khí trị giá gần 7,4 tỷ đô la từ Nga. Theo thống kê về chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, lượng vũ khí mua từ Nga chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á mua nhiều vũ khí nhất từ Nga. Theo dữ liệu của SIPI, trong vòng 20 năm qua, hơn 61% lượng xuất khẩu quốc phòng của Nga sang Đông Nam Á được đưa tới Việt Nam, và Hà Nội là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thứ năm toàn cầu của Moscow. Khi những căng thẳng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao ở Biển Đông vào giữa thập niên 1990, Nga trở thành trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam. Theo nhận định của Lastory, Last nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Isaac Yusof Isaac ở Singapore, trong một bài bình luận đăng trên trang web của viện, ông Storey cho rằng những trợ giúp về quân sự của Nga đã giúp biến quốc phòng của Việt Nam thành một trong những lực lượng vũ trang hiện đại và có năng lực nhất ở Đông Nam Á, giúp cho Hà Nội có một sự đan đe dù còn hạn chế nhưng đủ mạnh để chống lại Trung Quốc ở biển Đông. Mối quan hệ gắn kết giữa Nga và Việt Nam có vấn đề, khi mà Nga bị loại khỏi SWIFT sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong ngắn hạn để đáp ứng các khoản thanh toán đến hạn với Nga đang bị phương Tây và Mỹ và một số quốc gia châu Âu áp đặt các chế tài. Các ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và điều này được xem là sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga. Việt Nam và Nga đã nếm trái đắng này từ năm 2014-2015 khi Nga sắp nhập Crimea và phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền của Nga. Các chế tài của phương Tây lúc đó cũng do Mỹ dẫn đầu, cấm cung cấp thăm dò công nghệ dầu khí và tín dụng cho các công ty cùng ngân hàng nhà nước của Nga. Việt Nam và Nga có thể tìm ra các thỏa thuận tạm thời để tạm ngừng hoặc trì hoãn các khoản thanh toán trong lúc đưa ra các phương thức thanh toán thay thế cho các chủ nợ Nga thông qua việc thiết lập tài khoản của Nga tại các ngân hàng Việt Nam hoặc thông qua các tổ chức tài chính của Trung Quốc ngoài ra cũng theo chuyên gia phân tích quốc phòng này việt nam và nga có thể có các thỏa thuận linh hoạt liên quan đến thương mại ngược chiều như trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thay cho tiền tệ được biết việt nam và nga cũng đã từng có việc buôn bán theo kiểu hàng đổi hàng tức là bây giờ không thanh toán được bằng đồng rút hay đồng đô la thì họ vẫn có thể thanh toán qua các phương thức như nga xuất khẩu vũ khí cho việt nam và việt nam thanh toán cho nga bằng các mặt hàng khác thanh toán này là khá bất tiện Tuy nhiên cũng có thể là cách hay nếu không có lựa chọn nào khác. Theo dữ liệu của SIPRI, vũ khí của Nga chiếm 90% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1995 đến 2014, nhưng con số này giảm xuống 68,4% trong giai đoạn từ 2015 đến 2021. Những nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong giai đoạn sau này gồm có Israel, Belarus, Hàn Quốc, Mỹ và Hà Lan. Các khoản mua sắm vũ khí từ Nga của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2015 khi Việt Nam chi 735 triệu đô xuống 9 triệu đô la vào năm 2020 và 72 triệu vào năm 2021. Giáo sư Taylor nói và cho rằng việc sụt giảm này không hẳn là do các vấn đề ngân sách như nhiều người giả định, mà là Việt Nam không muốn phô trương để tránh sự tức giận từ phía đảng Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Donald Trump, nên không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán vũ khí lớn nào. Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 đã ký ban hành CAATSA Đạo luật liên bang của Hoa Kỳ nhằm áp lệnh trừng phạt vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Theo đó, những nước mua vũ khí của Nga sẽ bị Mỹ áp chế tài. Tuy nhiên, cả chính quyền Trump và Biden đều miễn trừ Việt Nam và cả Ấn Độ khỏi các chế tài của Mỹ, mặc dù quốc gia Đông Nam Á tiếp tục nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Nga. Thay vào đó, Mỹ để cho Việt Nam giảm dần việc mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga để tránh bị trừng phạt theo đạo luật CAATSA trong lúc tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Hà Nội để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga, thì Việt Nam sẽ có rủi ro là quan hệ với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Và Việt Nam nên chọn cái gì tốt hơn cho mình? Dù Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong những năm qua, nhưng theo nhà nghiên cứu Story, Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Nga về vũ khí, phụ tùng bảo dưỡng và nâng cấp trong ít nhất hai thập kỷ tới. Với mối quan hệ và sự phụ thuộc như vậy vào Nga, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng không lên án Moscow vì cuộc xâm lược ở Ukraine tại các cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng trước. Hôm 7 tháng 4, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga, một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Moscow và Bắc Kinh là một nguồn rủi ro khác khiến cho Hà Nội phải lưu tâm trong khi tranh chấp biển Đông ngày càng gia tăng và việc đưa ra các kế hoạch nhằm loại bỏ vũ khí Nga khỏi hệ thống quốc phòng ngày càng trở nên quan trọng đối với Việt Nam. Thống đốc Cooper nói rằng dự án mang tính chuyển đổi của VinFast sẽ mang lại nhiều việc làm tốt cho tiểu bang của ông. Còn đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper cho rằng dự án đầu tư lớn nhất của một công ty Việt Nam vào Hoa Kỳ này sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Chiến tranh Ukraine đẩy Việt Nam vào thế kẹt do biên tập viên Thu Phương Thể báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp.